Mình sẽ đi tìm một số cây mới nhé. Đây, những cây hành hôm trước đã mọc. Đây, đây là những cây hành đã được ngoài trồng cách đây một tuần. Đây là hạt hoa trà này, ngoài vứt vô đây để cho nó lên này. Đây là làm một hữu cơ cho cây luôn. Và cả cái hành này thì hôm nay nó đã lên như này rồi. Hôm nay nó đã được 3 lá rồi. Đó. Mọi người thấy không? Đó. Có một cây rau cải này. Đây. Đây có một cây ớt. Đây là một cây ớt con. Nó được mọc lên ở đây và bữa sau nó sẽ có trái. Còn đây là một cái chậu cải cây. Chậu cải này thì đã được trồng cách đây 2 tuần và có một số cây thì bị sâu ăn. Đây những con sâu này, này ngày hôm qua mình không thấy nhưng mà hôm nay là thấy nó to bự này. Đó, đây đây là một con sâu đó, nó màu xanh lẫn theo của lá luôn này. Đây. Mình sẽ bắt ra đây và mấy con kiến nó sẽ ăn. Đó. Đây. Đó là những con sâu. Con sâu hài của cải đấy. Đây, có một con đây nữa. Con sâu đây. Sâu này to này. Đó. Mình sẽ tìm bạch lá tìm sâu cho cây. Lá này bị sâu này. Đấy, bị sâu ăn này. Thấy ghê chưa? Có phân sâu này. Đó. Và khi mà tìm được sâu thế này thì nó sẽ đợi cho được cây cải. Đó. Mới có một xí xí thôi mà mình đã tìm được 4 con nói đó. Biết mấy con kiến nó có quay lại nó tìm nó ăn không biết đó. Và đây là vườn rau cải. Mình sát sinh nhưng mà tác nhân của sát sinh đó.